Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ làm một món rất là hay. Bây giờ mình đi kiếm ăn đây. Mày đi lấy chồng sớm thì tao nhờ. Alo, Cún à? Gọi thím có việc gì ấy? Thím đang ăn cốm đúng không thím? Thím đang ăn cốm mà. Cốm này thím ngon với dẻo đấy. Ô, sao cháu biết được? Cốm nhà thím vừa làm đấy, ngon lắm. Ơ, đâu rồi? Chị ơi, xuống lấy đơn hàng bánh đa nem này. Anh cứ ném bên đây giúp em. Ơi, ném thế hỏng hết hàng làm sao? Em bắt được mà, cứ ném bên đây. Hàng mà có làm sao thì đừng có bắt đền em đấy nhá. Ôi trời, nhầm đơn rồi. Bánh đa nem gì đây? Cái chậu tao vừa mua về đấy. Thôi em lấy rẻ anh 1,5 triệu. À, chậu chị mua ở Mỹ à? Mỹ Đình anh ạ. Tao hàng lại còn mất tiền nữa. Nhân tiện có nem và cốm ở đây, bây giờ mình sẽ làm món nem cốm rán Hải Dương nhá. Thịt Chu Văn Hợi, hành lá mùi tàu, mộc nhĩ, hành tỏi, trộn đều. Quên chứ rồi, quên cho hạt tiêu, đã xong trộn tiếp. Hạt tiêu trộn tiếp, trộn xong thì mình sẽ cho thêm giò. Ngon, giò ăn gần hết và đặc biệt là không thể quên cốm thím bằng tặng mình. Bằng đủ chứ nhỉ? Cho thêm, nữa, cho thêm mãi, cho đến sáng mai. Hạt nêm, có công mì chính, có ngày bột canh. Hôm nay mình sẽ thử một cách nấu mới lạ, đó là cho thêm một muỗng sốt mazone ajimazo có thành phần từ trứng gà tươi. Chắc là cũng ngon đấy. Có tao này. Mẹ cứ tin ngon. Em gì mà ngon ngon thế, xin cho rằng nem cốm rán. Mình mới phát hiện ra một cách chấm mới là chấm nem cốm cùng với em này sẽ rất chi là ngon đấy. Mọi người cứ ra các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay là các chợ gần nhà tìm mua là có ngay. Mẹ đây mẹ ăn thử xem có hợp không. Ngon phết. Vừa lạ lại vừa quen nhỉ. Hợp nha mẹ nhỉ. Sốt mazone ajimazo có thành phần từ trứng gà tươi, sánh quyện, chấm cùng với nem cốm rán giòn tan, đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn mọi người ạ. Em này kết hợp được với nhiều món ăn địa phương, mọi người nhất định phải thử cách chấm này nha, sẽ giúp món ăn trở nên thơm ngon hơn đó. Ajimazo, chấm lạ món quen, ăn gì cũng khen.